Cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Vũ Hồng đang di chuyển trên đây là đường Lê Bôi ha. Đường Lê Phơi lúc trước còn gọi là đường Nguyễn Trung Ngạn á, vì ở đây có ngôi trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn nè. Đó người ta gọi là trường Nguyễn Trung Ngạn ha. Thì đầu trước của mình là ngã ba trên đường Lê Bôi giao với đường Phạm Thế Hiển ha. Thì ở đây có cái đèn đỏ này thôi, đường Phạm Thế Hiển, đoạn phường 7 chỉ có cái đèn đỏ này với đèn đỏ ngã tư ngoài kia thôi ha. Ngay đây là bên phải mình là cà phê Trung Nguyên với qua siêu thị Bách Hóa Xanh nè, siêu thị Điện Máy Xanh. Góc đường Lê Bôi, ở đây là góc đường Lê Bôi với đường Phạm Thế Hiển ha. Mình rẽ trái thì đi về Ủy ban phường, rẽ phải thì về phía phường 5. Đó, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ nè, mình quẹo vô ha. Mình sẽ đi vào đây review cho cô chú và bạn xem một cái căn nhà nằm ở trong khu dân cư thuộc đường Lê Bôi này nha. Đường Lê Bôi với đường Phạm Thế Hiển ha. Đường này là đường mới mở, đường tắt nối liền từ đường Phạm Thế Hiển ngay chỗ 3229 Phạm Thế Hiển nối sang cái khu nối sang bên phía chợ Phú Lợi. Đây có trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn nè cô chú anh chị, và trường mầm non Thỏ Ngọc nữa ha. Khu dân cư bên trái mình là khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn, ở cổng sau của trường Thỏ Ngọc nè, của trường Nguyễn Trung Ngạn. Và kế tiếp là ngôi trường này là trường Thỏ Ngọc, trường mầm non Thỏ Ngọc ha. Ở đây là bên trái mình có quán cà phê, ao làng ha cô chú chị. Quán cà phê ao làng trong đây nè. Quán cà phê ao làng trong đó đó cô chú chị ha. Thì mình đi thẳng qua bên kia là tượng đài khu dân cư Phú Lợi. Thì mình rẽ bên tay phải đây nha. Mình rẽ bên tay phải này nè để mình vào trong ngôi nhà ha. Ngay bên trái mình là cà phê Điểm Hẹn nha, đường số 1 qua khu dân cư Minh Sơn, cà phê Điểm Hẹn nè. Còn bên phải mình là cà phê Đông Phương ha. Bên đây là cà phê Đông Phương, mình quẹo vô đây nha. Trong đây là cô chú anh chị. Khu này là khu biệt thự, là nhà lớn, nhà cao tầng không luôn ha cô chú anh chị. Ở căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị hoàng nằm trong đây nè. Đó. Khu dân cư đây là biệt thự, toàn là biệt thự nhiều không ha. Có điện thoại, nghe hơi lâu. Rồi, bây giờ Vũ Hồng sẽ review căn nhà này cho cô chú anh chị bạn xem nha. Cô vô con mở đèn con hết đi. Đây nhà nuôi mấy con chó lớn à. Rồi hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường lớn này luôn nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường lớn này luôn ha. Nhà thì nằm gần cái quán cà phê Điểm Hẹn nè. Đó, ngoài đó là quán cà phê Điểm Hẹn, cà phê Đông Phương ngoài đó ha. Đường này là đường 20 mét nha. Đường này quy hoạch độ giới là 20 mét nha. Nhà này có thang máy luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị bạn nhìn ha, bên hông nhà mình còn khoảng đất trống ha. Căn này ngang 4 mét và chiều dài là 22 mét nha cô chú anh chị. Ngang 4 mét và chiều dài là 22 mét. Nhà có giấy chủ quyền hồng đã được hoàn công rồi, gần mua bán thì mình ký công chứng sang tên sổ hồng ha. Và đường này là đường 20 mét, ngay chỗ đoạn này đó, mai mốt nói qua ngay chỗ thẳng qua bên kia là 3413 đường Phạm Thế Hiển nha cô chú chị, 3413 đường Phạm Thế Hiển ha, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, ngay ủy ban dân phường. Rồi bây giờ chú Hồng sẽ vào trong để review cho cô chú chị bạn xem ha. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà này ưng ý, mức giá dưới 8 tỷ ưng ý thì cứ alo cho chú Hồng 0933797979. Chú Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem căn này, thì xem bất cứ lúc nào cũng được nha. Cô chú chị bạn xem xung quanh nhà mình, hàng xóm xung quanh nhà mình nè. Toàn là biệt thự không à. Đó, biệt thự hết luôn ha.
Rồi để xây camera lại cho cô chú nhiều bạn xem ha. Đó, căn nhà mình nè ha. Một trệt ba lầu nha. Ở trên đó là cái, đó là cái sân thượng có che mái ngói luôn, và trên có mái che thang nữa. Trên đó có mái che thang nữa nha, trên đó có mái che thang luôn. Địa chỉ nhà mình là số 54 9 nút nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường luôn ha, nhà mình mặt tiền đường thuận tiện buôn bán kinh doanh, buôn bán mọi ngành nghề luôn. Rồi mình vô trong mình xem nhà nha. Hiện tại thì nhà chủ nhà đợi cái nhà nước làm con đường này lên nè, nên làm con nhà mình cao hơn, phía trong cao hơn là 1m3 đó, còn phía ngoài này là 1m ha. Sân cũng làm sẵn để mình chạy xe lên nha. Ở ngoài thì chủ nhà làm một cái cửa này, cửa sắt 4 cánh rất là dày, rất là lớn luôn. Đó, sân này để được xe ha, sân này để được xe bên trong nha. Nè, để chú Hồng để cho cô chú như bạn xem nè. Đó, để được xe bên trong ha, để 4-5 chiếc gì mình để qua nè, sàn ngang qua đây được nè ha. Để được xe nha. À, mở đèn lên cho nó sáng. Nếu không có cái đèn này nằm đâu. Hai cậu này là ha, sáng hết rồi ha. Ở ngoài này đúc luôn nha cô chú anh chị. Nè, ở trong này thì cao hơn nè ha. Ngoài đây là cao hơn một khúc ha. Đối diện với nhà mình là biệt thự nha cô chú anh chị. Đối diện với nhà mình là căn biệt thự ha. YouTube nhà đất Sài Thành. Nếu cần xem nhà liên hệ không. Hello. Giấy tờ gì? Giấy tờ gì nữa? Dạ, con chưa vô tới, chắc lát cô chạy về ngang chừng nào cô tới trong đó đi gọi con kêu mấy đứa em con chạy tới chạy lấy hồ sơ cô đưa đi, con nó chạy tới lấy. Vậy thì bây giờ sao ta? Vậy giờ cô về cô ghé cô gửi ngay 41 Hùng Vương con đi, con đang quay ở ngoài phường 7 rồi. Dạ, 41 Hùng Vương á. Dạ, cô ghé cái đó đi, mấy đứa em con ở đó hết á, cô gọi. Rồi cô, dạ cô. Rồi mời cô chú chị bạn xem video review căn nhà ở mặt tiền đường 20m khu dân cư Ứng Thành ha cô chú anh chị. Và đây Vũ Hồng đang đứng phía trước nhà mình ha. Sân nhà thì đậu được xe ô tô trên lề luôn nha. Và đường này phía trước mặt mình là đường 3413 Phạm Thế Hiển, nối ngay từ ngay cà phê Điểm Hẹn, cà phê Đông Phương. À, sang qua đường 3401 Phạm 3441. Không, 3413 đường Phạm Thế Hiển ngay Ủy ban dân phường 7 quận 8 luôn ha. Nhà mình là có thang máy bên trong luôn nha cô chú anh chị. Nhà có thang máy bên trong luôn ha. Và căn nhà này thì hiện tại thì gia chủ đang chào bán với mức giá là dưới 8 tỷ ha cô chú anh chị. Dưới 8 tỷ nha. Nhà thì rất đẹp luôn. Nhà cực kỳ đẹp ha. Hoàn hảo, trong tình trạng hoàn hảo luôn nha cô chú anh chị. Nhà đẹp, có thang máy. Đó, ở phía bên trong này chủ nhà cẩn thận làm cao hơn mặt nền là 3 tấc nữa nha, 3 tấc nữa, hơn 3 tấc nữa, khoảng 4 tấc đó. Cái cửa, đây cái cửa phía vách ngăn ở phía trước với phía sau này chủ nhà có làm thêm một cái này gọi là cái vách, vừa là vách ngang, vừa là kệ, vừa là tủ luôn. Ở dưới đây là mở tủ ra được nè. Tủ này mở ra được nè, để đồ nón đồ trong đây được ha. Chủ nhà đang làm hoàn công cũng là mấy ngày nữa là sần xong nha cô chú chị. Một căn nhà chiều dài đến 22m nằm ở khu dân cư. Đối diện rồi mình là toàn biệt thự. Khu này là khu ổn định 100% nha. Mai mốt đường này nó sẽ nối mở, nối liền qua bên kia đường Phạm Thế Hiển ngay Ủy ban phường. Và nối vào cái chỗ là 3413
Phạm Thế Hiển nên gọi là đường 3413, nối từ đường Lê Bôi ngay cà phê Điểm Hẹn, cà phê Đông Phương, cà phê Ao Làng để qua bên phía bên đường Phạm Thế Hiển nha cô chú anh chị. Nhà thì sử dụng đèn led âm trần 3 chế độ, có hát đèn màu. Cửa ở ngoài là cửa lớn, ở ngoài là để xe máy ngang dừa nha cô chú anh chị, để được 4-5 chiếc gì đó. Hiện tại thì chủ nhà cũng cẩn thận là do nhà mình xây mới, xây cao hơn, ở phía trong này giật cao hơn khoảng 1,5 m và phía ngoài đó là 1 m. Mình dự trù cái đường này nó làm lên thì mình sẽ không bị thấp ha. Đặc biệt nhà mình thì đang trong tình trạng hoàn hảo, vào ở ngay không cần phải sửa chữa thêm gì hết. Nhà chủ nhà có trang bị sẵn cho mình là thang máy luôn rồi, thang máy Schindler ha. Và khu vực bên trong bếp với bên ngoài là chủ nhà cũng có làm vách ngăn bằng rửa nhôm sinh pha và kính cường lực luôn nha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú chị bạn xem kênh thì giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha cô chú chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình. Alo. À đúng rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Ngay số 259B anh chị. Căn 259B đường Phan Văn Khỏe ở. Chiều ngang 3m2 và chiều dài là chiều ngang 3m2 và chiều dài của nó là 13m. Hai mặt đúng rồi, đúng rồi. 3,6 tỷ anh ơi. Dạ. Anh cứ coi vậy chị. Anh dạ đúng rồi, đúng rồi, anh cứ coi đi, em quay phim có gì em gọi là anh sao nha, em đang quay dở dang anh. Dạ. Rồi đây cái thang máy để lên lầu nè cô chú chị ơi. Cái thang máy này là thang máy để mình đi lên trên lầu nè ha. Đây là thang máy nè ha. Đó, thang máy là bọc inox cẩn thận lắm nha cô chú chị. Ở ngoài này là chủ nhà ốp đá hoa cương, cái bồn thang máy này ốp đá hoa cương toàn bộ lại rồi nha. Thì ở phía ngoài phía bên trong chủ nhà cẩn thận là làm vách ngang lại luôn rồi. Đó, ngang lại hết rồi ha. Đó, mình mở máy lạnh bên trong bên ngoài gì nó tách biệt riêng nha. Ở đây chủ nhà làm sẵn cho mình còn cái chỗ để mình lắp cái máy nước á, máy nước lọc nước á, để mình xài ha. Ở đây nè nha. Đây máy lọc nước ở đây. Đây không gian của gian bếp của nhà mình ha. Đây là không gian của gian bếp của nhà mình nha cô chú anh chị. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy hút. Chủ nhà sử dụng bồn Manloca, máy hút Manloca luôn ha. Và mình nhìn nè ha. Chiều dài nhà mình là 22m nha cô chú anh chị. Chiều dài nhà mình là 22m ha. Đây cái chỗ để chén nè, này kéo ra nè, cô chú gì kéo ra nè, hạ xuống để mình để xuống nè ha. Đây để xuống nè, buông nó tự nhảy lên nè ha. Hả, có nút chốt phá nè cô chú gì. Bên đây là nhãn hiệu này là Manloca đúng không? Manloca nè. Ở trong vách là kính cường lực ha. Đây cửa phía sau. Ở phía sau 1,5 m phía sau có giếng trời. Ở giếng trời thì chủ nhà làm 1 m, còn 1 m là làm ban công nha. Phía sau lưng nhà mình là đất trống. Bồn tắm xịn ha. Đây. Cái hệ thống tắm nè. Cực kỳ xịn sò. Và phía sau lưng là chủ nhà làm lam ha, lam ốp xuống nha. Tường vệ sinh thì dán cao lên đến trần. Thiết bị vệ sinh là sử dụng của Inox nha cô chú anh chị. Nhãn hiệu Inox ha. Toàn bộ nhà là sử dụng nhôm sinh pha và kính cường lực bản lề kim long loại xịn hết nha cô chú anh chị. Và chú Hồng xin nhắc lại, nhà mình diện tích đất là 88m² nha.
Diện tích đất nhà mình được công nhận là 88m ha. Hoàn toàn đất ở tại đô thị nha. Đất ở tại đô thị toàn bộ luôn ha. Tủ thuốc, đây tủ thuốc. Còn khu vực này là khu vực chủ nhà để... Khu vực này là khu vực để máy là tủ lạnh nè. Đó, đây là tủ chuyên dụng. Rồi cô chú chị bạn vừa theo dõi phòng review xong ở dưới trệt của căn nhà ở địa chỉ 54 đường 3413 Phạm Thế Hiển ha. Ở đây thuộc khu dân cư Ứng Thành, đối diện bên kia là khu biệt thự Sài Gòn Red, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ đi bộ lên trên lầu, sau đó Vũ Hồng sẽ đi xuống bằng thang máy. Hình như là dơ quá, cô Chính lấy một con đôi dài cô Chính. Dơ quá không được rồi. Dễ đạp kìa. Bụi, bụi quá trời bụi luôn rồi. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ alo chú Hồng ha. Căn nhà này mình đi xem bất cứ lúc nào cũng được nha. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì lúc nào đi xem cũng được hết nha cô chú chị. Tại vì hôm nay cũng có nhiều khách, mấy khách hàng mà đang đợi sổ á, để mà giao dịch á, thì chú Hồng cũng mời cô chú chị bạn đến xem lại nhà để mình chốt giao dịch ha. Sổ cũng sắp về rồi nha cô chú chị. Và bây giờ chú Hồng sẽ đi lên trên lầu nha. Trước tước đi lên lầu thì mình sẽ nhìn cái khu vực cầu thang đi lên nè. Đó, khu vực cầu thang đi lên nè ha. Anh chị và các bạn xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Nếu cần xem nhà liên hệ không chị. Hello. Anh có thấy em review căn nhà quận 11 đường 3 tháng 2 không em? Cái căn nhà gỗ anh. Đúng rồi. Cái căn nhà gỗ em bán rồi anh ơi. Căn nhà gỗ đẹp đẹp ngay chỗ 1247-10 đúng không? 1248-10 em bán rồi anh. Dạ, thôi anh nha. Dạ, có căn nào giống giống tương tự em gọi cho anh nha. Anh tên gì? Rồi. Và hiện tại là Vũ Hồng đang có mặt ở tầng 2 là lầu 1 của căn nhà ha. Và đây là khu vực ở phía sau. Thang máy lên đây nha. Hốc thang máy này cũng được chủ nhà ốp. Đó, ốp là đá hoa cương cao lên rồi ha. Và cửa nhà thì chủ nhà sử dụng bằng gỗ căm xe nha cô chú chị. Cửa nhà sử dụng bằng gỗ căm xe ha. Đây thang máy nè ha. Thang máy xin lơ. Cửa nhà là sử dụng bằng gỗ căm xe ha cô chú chị. Có mắt thần nè nha. Và ở đây thì nhà vệ sinh nằm bên trong. Nhà mình có trang bị hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà vệ sinh bên trong của lầu 1 phía sau thì chủ nhà làm bằng kính cường lực ha. Và khung inox 304. Dĩ nhiên là nhà mình là sử dụng cái hệ đồ nội thất với cái thiết bị nhà vệ sinh là của inox toàn bộ nha cô chú chị. Kể cả vòi xịt, vòi sen và bồn cầu. Đèn thì tất cả sử dụng đèn 3 chế độ ha, khóa H, đèn màu, đèn trang trí. Đi sẵn dây ống đồng máy lạnh cho mình rồi. Đó, đi sẵn dây ống đồng máy lạnh cho mình rồi ha. Sau lưng nhà mình miếng đất này quay về mặt bính hướng Tây là chủ nhà người ta chưa xây dựng nên mình còn trống ha. Bên đây là một cái sân thượng nhỏ phía sau. Và trên đây là có lam nha, chia mấy cửa sổ là có lam lại hết nha. Nhà là theo quy định là khu dân cư thì mình xây lùi sau ha. Lùi sau nên mỗi 1m vừa 1,5m nên nhà phía sau nó rất là thoáng luôn. Đó, mình nhìn ở phía sau nhà mình có khoảng không gian thoát hiểm cực kỳ thoáng nha. Chữa cháy thoát hiểm rồi nha. Vũ Hồng mời cô chú anh chị và các bạn dùng cùng Vũ Hồng đi phía trước ha. Đi qua trước để xem ở phía trước nha. Và đây phía sau thì hoa này hoa sen trắng à. Hoa sen trắng với
nền tường giả. Màn thì chủ nhà sử dụng màn hai lớp, một lớp mỏng trắng nè và một ma lớp mặn dày, do hướng này là hướng tây ha. Và cửa nhà thì nhôm sinh pha, kính cường lực và bên trong có khung inox 304 để bảo vệ ha. Đây cửa nhà mình sử dụng cửa gỗ ha cô chú chị, cửa gỗ bên trong nè, cửa gỗ như là biệt thự ha, có chốt chặn luôn nha. Đó, đây chốt chặn nè ha, và mắt thần đây. Đây chốt chặn nè ha. CB là CB tổng cho khu vực trước, phòng sau, phòng ngủ 2, phòng ngủ 1 tổng ha. Nhà vệ sinh ở phía trước thì sử dụng ở để bên ngoài nha, để bên ngoài ha. Còn nếu mình muốn sử dụng bên trong thì mình lắp cửa ra ngoài. Tường nhà vệ sinh thì được dán cao lên đến trần bằng gạch loại lớn ha. Xin nhắc lại thiết bị vệ sinh là sử dụng của inox nha cô chú anh chị. Cửa nhà vệ sinh thì bằng nhôm sinh pha và kính cường lực mờ. Đây không gian phòng ở phía trước nè, phòng ở phía trước của nhà mình đây ha, cũng đèn led âm trần và hắt đèn màu. Dây gen của cáp internet camera rồi chủ nhà đi sẵn hết rồi cho mình rồi nha. Khu vực này lúc trước là chắc chủ nhà setup để làm cái phòng tiếp khách đó cô chú anh chị, và dây ống đồng máy lạnh là đã đi sẵn đây rồi nha. Phía ngoài mình có một cái sân, khoảng sân sân thượng nhỏ nhỏ ha. Phía trước này là chủ nhà có sử dụng làm một cái sân thượng nhỏ nhỏ nè, đó cũng khoảng 2,5 m ha. Bên kia là dãy biệt thự lớn, đằng đó là quán cà phê Đông Phương, cà phê điểm hẹn, cà phê ao làng ha. Đây phía trước nhà mình nè. Và đây là bên hông nhà mình. Bên hông nhà mình cái này cái kho thôi. Anh nghe rồi. Chưa, anh đang quay phim chút anh coi. Nha. Và đây là khu vực phía trước nhà mình nè ha. Cái view phía trước nhà mình đây nha cô chú anh chị. Hiện tại Vũ Hồng đang có mặt ở trên, ở đây là lầu 1 là tầng 2 của căn nhà ha. Lầu 1 tầng 2 của căn nhà nha cô chú chị. Các bạn xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Alo Vũ Hồng nghe. Alo Vũ Hồng nghe. À, cho tôi hỏi cái nhà mà 1 tỷ 79 là 1 người đó là như thế nào? Cái nhà đường Tô Hướng Thành đó anh. 4 lầu phải không? Cái 4 lầu 1,790 tỷ bán rồi nè. Dạ bán rồi. Để có gì em quay phim trong có căn nào khác em gửi cho. Em đang quay phim bán căn đó bán rồi anh. Căn hẻm 163 gì đúng không? Bán rồi. Dạ em bán rồi anh. Dạ. Rồi cô chú chị bạn xem lại cái không gian ở dưới tầng 2 lầu 1 một lần nữa ha. Rồi xong sau đó Vũ Hồng sẽ đi lên trên lầu cho cô chú chị bạn xem tiếp nha. Bây giờ từ lầu 1 cho đi lên lầu 2 mình đi thang máy đi ha. Mình vô thang máy mình đi ha. Có nghĩa là tầng 2 lên tầng 3 nha cô chú chị, lầu 1 lên lầu 2 là tầng 2 lên tầng 3 ha.
Đây có kính nè, và đây là inox hết nha cô chú chị. Đó, inox bọc khung là rất đẹp luôn nha. Hiện tại Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 2 là tầng 3 của căn nhà ha. À, đi từ thang máy đi ra nha. Và đây là cái hốc thang máy nè. Phòng phía trước, phòng phía sau. Ở dưới lầu 1 là phòng phía trước là làm cửa nhôm, nhưng mà phòng này thì ở trên đây thì chủ nhà lại làm bằng cửa gỗ ha, cửa gỗ xe nha cô chú chị, cửa gỗ ha. Đây nhà vệ sinh bên trong nè. Ở nhà vệ sinh bên trong nè. Đó, thiết bị vệ sinh là sử dụng của Inox ha. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha cô chú chị. Ở trong đây là chủ nhà có làm cái chỗ để chứa đồ đây nè. Đó, đồ chưa sử dụng thì hãy để trong đây hết cô chú chị. Đó, đồ chưa sử dụng mình để trong đây nha. Và chủ nhà đã đi sẵn cho mình cái, làm sẵn cho mình cái tủ âm tường rồi. Làm sẵn cái tủ âm tường rồi nha cô chú chị. Đó, tủ lớn này nhà 4 cánh nha. Đó, chỗ để tối sách rồi nón rồi ha. Ống đồng máy lạnh nè, chủ nhà cũng đi sẵn luôn cho mình rồi. Đèn led âm trần, đèn màu, đèn trang trí. Đó, tủ bốn cánh loại lớn nha, làm full luôn rồi. Ở đây dán giấy dán tường Hàn Quốc cao lên ở chân tường thì được chủ nhà dán lên cao 1,5 mét ha. Và đây là cái cửa sổ đã được lắp màn, màn được bảo vệ hai lớp nha. Một màn mỏng bên trong nè và một màn dày ha. Bên kia có cái sân bóng đó cô chú chị. Và những cái nhà kia là nhà mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị nha. Ở phía sau lưng đây là còn 1,5 mét nhà mình nữa ha, là khoảng thông hành thì dịch phía sau. Cô chú anh chị đang, các bạn đang theo dõi với ông review căn nhà ở đường 34 13 Phạm Thế Hiển cô chú anh chị. Ở đây thì cô chú anh chị bạn nào muốn quan tâm một căn nhà lớn, nhiều phòng ngủ, có thang máy thì mình đi xem căn nhà này nha cô chú anh chị. Đây chỗ đóng cửa nè ha. Đúng là nhà nó nhà lớn thì làm những cái vật dụng nó rất là chắc chắn và có giá trị luôn nha. À, Vũ Hồng lại mời cô chú anh chị bạn ra phía trước nha, ra phía trước để mình tham quan ở phía trước ha. Đây cũng có CB tổng chung nè, và phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, phòng ngủ 1. Đèn mình đi lên được tới tầng 3 rồi nè. Ở đây chủ nhà đi sẵn cái hộp wifi, về mình lắp wifi ngay chỗ này nè. À, lắp wifi ngay chỗ này có điện và có dây internet sẵn rồi nha. À, cửa phòng phía trước có cửa gỗ có mắt thần giống như phía sau ha. Một ngôi nhà dài đến 22 mét nha cô chú anh chị. Toàn bộ thiết bị vệ sinh là sử dụng của Inox, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Bồn cầu thì loại liền khối của Inox ha. Đây qua nè. Phòng phía trước cũng được chủ nhà làm sẵn cho mình một cái tủ âm tường luôn. Phòng phía trước có cửa đi ra ban công và cửa sổ cũng có song inox bảo vệ ha. Ở đây là cáp và internet là chủ nhà đi sẵn hết rồi nha. Xin nhắc lại là nhà mình là tất cả màn, chủ nhà sử dụng màn loại 2, 2 lớp ha. Và đây là khu vực phía trước nhà mình ở tầng, nhìn tầng tầng 3 ha, nhìn xuống thân thượng dưới nè. Và ở đây thì trong đây có bãi xe ha, bãi xe lớn trong đây nè. Mình không để xe trong nhà thì mình để đậu bãi xe ngay cuối đường nè. Đó, căn nhà đó bên đó là Phạm Thế Hiển, chạy thẳng qua khoảng chừng 100 mét rồi là tới mặt tiền đường Phạm Thế Hiển đó cô chú anh chị. Khu dân cư bên đây là khu dân cư Sài Gòn Gate. Và bên đây là khu dân cư Minh Sơn, bên kia là khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn. Và đứng đây mình có thể nhìn thấy cái nhà thờ Bình Thuận đó cô chú anh chị thấy không? Đó, nhà thờ Bình Thuận nè.
Đường này là đường 20m nha cô chú chị, gọi là đường 3413 Phạm Thế Hiển, nhánh của Lê Bôi với nối Phạm Thế Hiển. Lúc trước gọi là đường Nguyễn Trung Ngạn nha. Rồi, vô ông mời cô chú chị bạn đi lên trên lầu tiếp ha. À, mình nhìn lại cái hốc cầu thang đi từ trên xuống dưới lại nè. Tay vịn cầu thang là bằng gỗ, mặt bên là bằng kính cường lực và mặt đi bằng đá hoa cương ha. Đá hoa cương là dày nha, bên trong là bên ngoài luôn nha. Ở đây thì được ốp đá hết rồi nè. Hiện tại thì Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 3. Lầu 3 phía trước thì chủ nhà làm sân thượng ha. Ở trên là máy đúc, chút xíu Vũ Hồng lên trên máy đúc luôn cho cô chú chị bạn xem. Và sân thượng ở phía trước nè. Đó, sân thượng ở phía trước nè ha. Được chủ nhà là vuốt máy ngói đưa lên luôn nha. À, cô chú chị bạn nào mà sau này làm sân thượng á, mình thấy cái mẫu này đẹp nè. Vừa thoáng mát mà vừa nhìn chắc chắn á cô chú chị. Cái sân thượng của mình lập tôn thì nhìn thấy nó thường quá, nó không đẹp. Mình sẽ làm theo cái kiểu này nè cô chú chị. Ở trên là làm cái khung xéo ngang và lợp ngói ha. Khá đẹp ha cô chú chị, mát mẻ. Mình có bạn bè lên đây làm tiệc tùng tổ chức đồ ok ha. Và chủ nhà là toàn bộ cái khung sườn này là được chủ nhà làm lại là bằng inox 304 toàn bộ luôn nha. Đây mình nhìn xuống dưới ha, từ lầu 3 nhìn xuống ha. Đầu đó là đường Lê Bôi, ngay chỗ cà phê điểm hẹn, cà phê Ao Làng, cà phê Đông Phương ha. Bên đây có trường Phú Lợi, trường Nguyễn Trung Ngạn, trường Thỏ Ngọc, trường Nguyễn Nhân Linh, trường An Phong, trường Bình An. À, cái này ra nói ngoài kia là đường Phạm Thế Hiển, cái nhà đó là Phạm Thế Hiển đó cô chú anh chị. Đó, đường này lại đi thẳng qua bên kia. Ở ngay đây có bãi giữ xe nè, cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? Bãi giữ xe 24/24 ha. Khu dân cư này là khu dân cư Ứng Thành, còn bên kia là khu dân cư Sài Gòn Rép, biệt thự nha cô chú anh chị. Ở đây cái mảng này là toàn bộ chủ nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn. Đúc bê tông cốt thép toàn bộ ở đây ha. Và cô chú anh chị bạn thấy cái máy này có đẹp không? Đó, cái máy này nè. Cái máy này vuốt kiểu này nè, hai bên là có gơm nước lại nha. Và ở giữa là lợp ngói. Đó. Nhìn đẹp không? Nếu đẹp thì comment giúp ha. Còn nếu cô chú chị bạn nào muốn lưu lại cái video này để mốt coi cái máy này đó thì mình cũng lưu lại để dành đó đi. Bên đây để trống thôi, không đẹp ha. Bên đây để trống thôi cho nó sáng. Còn bên mình á là mình làm che lại rồi nha. Đó. Sân thượng làm vậy quá ok luôn ha. Để đây nếu có tiệc tùng mình đãi đây được khoảng 4-5 bàn á cô chú anh chị. Nhà mình còn cái sân thượng ở phía sau nữa nha. Nhà mình cao hơn biệt thự luôn rồi. Cao hơn mấy biệt thự này luôn rồi cô chú anh chị ơi. Và trên đây có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nè, thấy không? Trên kia cái chốt của che máy che thang là cũng bằng ngói luôn, đúc con ngói luôn ha. Bây giờ chú ông sẽ đi ra phía sau, ra sân thượng phía sau và đi lên trên lầu luôn. Ở đây là chủ nhà làm cửa sắt nè, cửa ngoài là cửa sắt, rất là chắc chắn luôn nha. Khu vực này chắc là chủ nhà máng phơi đồ, phơi tạm đồ ở đây nè. Rồi mình nhìn xuống dưới lại nè, không gian từ trên xuống dưới nè ha. Đây là hốc thang máy, chút xíu vô hồng cho đi bộ từ trên xuống luôn nha. Đó, đi thang máy từ trên xuống dưới luôn nha. Cửa này là cửa sắt, tấm này tấm thép nguyên miếng luôn nè, cắt CNC, dập ha. Và mình muốn để máy giặt ở trên đây cũng được. Ở phía trước này cũng có chỗ máy giặt nè, mình muốn để giặt ở đâu mình để ha. Ở đây nè, quên vô hồng quên chỉ. Đây chỗ để máy giặt ở đây cũng được nha. À, để máy giặt ở đây cũng được. Đây kiểu nóng máy lạnh cũng được. Phía sau để máy giặt cũng được. Mình muốn để chỗ nào để nha. Đây phía sau nè. Phía sau thì chỗ này để máy giặt cũng được nè nè. Thấy không?
tất cả cùng nóng máy lạnh là chủ nhà giờ lên trên đây đi sẵn dây ống đồng máy lạnh hết rồi nha. Và xung quanh được là bao lại bằng khung inox hết rồi ha. Và đưa cái máy ra tới đây. Về theo chú Dồn, chú Hồng nghĩ nếu mình không cần thiết mình làm luôn cái mái che luôn, bích làm phòng phía sau luôn cô chú chị ơi. Để phơi đồ nó không bị bay, gió ù ù mát cũng mau khô mà. Đây mình nhìn ra kia là mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị ngay chợ Phạm, trường chợ Phú Lợi 2 ha. Và bây giờ chú Hồng sẽ đi lên trên cái mái này. Đó, cái máy này ha, cầu thang đi lên ở đây. Và đây là cái tấm thứ tư nè, tấm thứ tư nha, chạch là 1, 2, là 3, là tấm thứ tư đây. À, đây có đường đi lên nè. Đường đi lên ở đây ha. Hơi gít. Đây ở trên nè. Trên đây là cái máy của cái thang máy này là máy nhà của thang máy á, là được làm bằng ngói luôn nha. Đây khu vực xung quanh nhà mình nè ha, đằng kia có sân bóng, bãi giữ xe. Xung quanh nhà mình đều cao hết nha, nhà mình xây cao hết luôn, hơn khu này hết luôn ha. Đây lót gạch tàu, không phải gạch tàu mà gạch của Mỹ Đức á, giả gạch tàu á cô chú chị. Bồn nước loại lớn nè. Bên đó là trường Phú Lợi ha. Bồn nước nè. Đây hốc của thang máy. Dây cáp nè. Rồi đóng lại. Hàng xóm nhà mình không có che cái máy che than lại ha. Bên kia biệt thự ha. Ngoài đây là máy ngói nha. À, máy ngói nè. Hệ thống nước nóng nè, toàn Mỹ. Đây sân thượng phía trước nhà mình được chủ nhà bao lại rồi ha. Máy ngói nha. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi chú Hồng review xong cái căn nhà ở mặt tiền đường 20m ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này ha. Nhà mình có kích thước ngang 4m và chiều dài là 22m. Nhà mình được trang bị hệ thống thang máy và nhà mình có hướng chính là hướng đông bắc nha. Căn nhà này thì được xây dựng một trệt, 3 lầu thêm sân thượng ở phía trên mái chú Hồng đang đứng nè. Và nhà có trang bị thang máy Schindler ha. Và căn nhà này thì toàn bộ cửa phòng đi là làm bằng cửa gỗ gâm xe. Và cửa nhà thì bằng cửa sắt và nhôm chinh pha, kính cường lực, bản lề kim long loại 1. Nhà đóng sẵn tủ âm tường hết rồi. Mặt tiền đường nhà là phía trước nhà là 20m nha. Nhà thì hiện tại đang làm giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công, cũng sắp xong rồi. Thì lúc trước chú Hồng có đăng một buổi đăng vào buổi tối, tiện đăng vào buổi tối có một số khách hàng tới đang đợi giấy. Thì hôm nay cũng sắp có giấy rồi, cô chú chị bạn nên công tác lại với chú Hồng ha. Để mình đi xem giấy tờ rồi xong xuôi là mình mua bán luôn nha. Và căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là dưới 8 tỷ ha. Cụ thể là 7 tỷ 980 triệu ha, 7 tỷ 980 triệu nha. Cô chú chị bạn nào có nhu cầu mua một căn nhà lớn, diện tích lớn, gần 100 mét vuông đất, đường 20m. Nhà sổ sách nghiêm chỉnh, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. À, thì mình hãy liên lạc với Hồng nha để đi xem ha. Còn nếu như mình có bạn bè người thân
đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ video clip này nha cô chú chị, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Nhà thì nhà phố nhưng mà đầy đủ công năng như là biệt thự gì đó, thiết bị vệ sinh là xài toàn bộ là của inox loại xịn hết nha. Đó, có thang máy ha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều ha. Nếu có liên lạc thì cứ alo Vũ Hồng 0933 797979, xem nhà bất cứ lúc nào cũng được nha cô chú chị. Rồi Vũ Hồng xin kết thúc video review nhà ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại những video lần sau.